Chào các bạn. Đến hôm nay thì dịch bệnh viêm phổi coronavirus hầu như là đã giảm rất nhiều ở Mỹ và người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường. Chỉ khuyến cáo là nên đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau 2 mét để giữ an toàn. Hôm nay mình có đi chợ ở gần nhà. Mình muốn mời các bạn cùng đi với mình vào chợ để xem chợ Mỹ buôn bán thế nào sau mùa dịch bệnh. Giá cả ở các chợ thì có tăng cao một chút, không đáng kể. Và thực phẩm, lương thực ở các chợ thì hầu như không thiếu, rất là đầy đủ. Tiểu bang Michigan thì ở phía bắc của nước Mỹ, gần giáp với biên giới Canada. Hiện tại thì đang sắp vào mùa hè, và đây là con đường từ nhà đi đến chợ. Đây là gian hàng bán thịt nguội, gọi là ham. Thì người ta đã ướp gia vị rồi làm chín sẵn. Thì mình mua về thì sắc lát hoặc là sắc vuông lớn nhỏ, có thể ăn với bánh mì hoặc là ăn với rau. Tiếp theo đây là hàng bán thịt bò. Thì thịt bò nó có nhiều giá cả khác nhau tùy loại thịt, và trung bình thì từ 4 cho đến 10 đô một pound. Loại thịt bò ngon thì có giá hơn 10 đồng một pound. Đơn vị của Mỹ thì tính pound là bằng 453 gram, là khoảng gần nửa ký lô. Tiếp theo đây là hàng bán thịt heo. Thì giá cả cũng tùy theo loại thịt, trung bình đi từ khoảng 2 đồng rưỡi cho đến 6 đô một pound, là khoảng nửa ký lô. Đây là thịt sườn heo. Thịt nạc vai, thịt đùi. Còn đây là hàng bán gà sống, để nguyên con hoặc là họ sẽ ra bán đùi, ức, cánh. Giá cả thì tùy loại, có thể từ khoảng 99 cent, tức là gần 1 đô la, cho đến 1 đồng 89 cent hoặc hơn, tùy theo loại, như là cánh thì mắc hơn. Đây là hàng bán bacon, tức là một loại thịt hun khói, ướp muối, gia vị. Mình mua về thì chiên, và món này thì thích hợp dùng để uống bia. Và đây cũng là thịt heo hun khói. Còn đây là hàng xúc xích, hot dog và thịt hamburger, tức là thịt bò xay ướp gia vị. Mình đem về thì mình có thể nướng hoặc là chiên. Còn đây là nơi bán các loại thịt heo, bò, gà, tôm, cua, cá. Họ để trong tủ kiến và có nhân viên họ phục vụ cho mình. Nếu như mình muốn mua bao nhiêu thì họ sẽ cắt và cân bấy nhiêu. Đây là những cái càng cua. Và đây là quầy bán gà đã nướng hoặc là chiên sẵn nguyên con, hoặc là cánh, đùi. Đây là món ăn làm sẵn. Còn đây là hàng bán bánh ngọt, đủ các loại, dùng để ăn tráng miệng hoặc là ăn điểm tâm vào buổi sáng uống cà phê. Những loại bánh của người Mỹ thì thường làm ngọt hơn người Pháp, nên đối với người Á Châu thì loại bánh này hơi ngọt. Còn đây là bánh mì, đủ các loại, có giá từ khoảng 1 đồng cho đến 3 đồng một ổ. Loại bánh mì này giống kiểu bánh mì Pháp. We'll be right back.
Đây là gian hàng bán thuốc Tây. Thì những loại này không cần kê toa của bác sĩ, mình cũng có thể mua được để chữa những bệnh thông thường như cảm cúm, ho. Có bán thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi. Thường thì mùa dịch bệnh thì loại thuốc về cảm cúm bán rất là chạy. Thuốc bổ, thuốc chữa bệnh đều có ở đây. Chỉ chữa được những bệnh thông thường thôi. Còn những bệnh khác thì phải có toa bác sĩ người ta mới bán cho mình. Bây giờ thì mình đi qua khu bán xà bông, dầu gội đầu, mỹ phẩm, các loại kem dưỡng da, kem chống nắng. Hầu như là có bán tất cả ở đây. Đây là hàng bán trứng gà. Đặc biệt ở chợ Mỹ thì mình không thấy bán cái trứng vịt. Còn đây là hàng bán kem. Thì kem có rất nhiều loại, nhiều hiệu khác nhau. Giá cả cũng tùy thuộc vào trọng lượng và hiệu kem. Có rất nhiều mùi vị như là mùi chocolate, tức là sô-cô-la, mùi cam, mùi dâu, nho, táo và kem vani, kem sữa. Hộp lớn nhỏ khác nhau để cho khách hàng tùy lựa chọn. Đây là hàng bán rau củ quả tươi. Có loại organic, tức là loại trồng không có dùng phân bón hóa học. Thì loại này giá rất là mắc, có khi hơn gấp đôi giá thường. Các loại cà chua, trái bơ, dưa leo, ớt chuông rất tươi. Còn đây là hàng bán trái cây. Họ cũng để từng túi, hoặc là họ để rời ra tùy theo mình lựa chọn. Chanh thì có hai loại, một loại chanh vàng và một loại chanh màu xanh này thì giống như bên Việt Nam mình trồng. Và các loại xoài, trái khóm, đu đủ. Còn đây là loại dâu, trái blueberry thì họ bán theo hộp. Loại dâu thì bán 5 đồng 2 hộp. Blueberry là cái trái mà các bạn nhìn thấy trong hộp, nó có màu đen. Và đây là bánh làm bằng nhân của những loại trái cây. Gian hàng nho, trái đào, trái lê, trái dưa xanh, cantaloupe. Thường thì những cái tiệm buôn bán hàng ở phía trước họ thường bán thêm những loại hoa kiểng, các loại họ trồng trong chậu hoặc tùy theo bỏ trong cái giỏ để mình treo lên. Đủ màu sắc, hoa rất là đẹp, rất tươi. Đem về mình có thể treo và có thể kéo dài đến mấy tuần lễ. Đây là hoa begonia, tiếng Việt là hoa hải đường. Hoa này có nhiều màu sắc và thích hợp mọi khí hậu, mưa, nắng, nóng. Thường thì bỏ trong những cái giỏ hoa và treo ở trước nhà hoặc là chung quanh nhà, trước cửa nhà để xe, hàng rào, rất là đẹp. Mới thoạt nhìn thì mình nghĩ là đây là hoa hồng, nhưng mà không phải, đây là hoa hải đường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vui vẻ, an lành.